Bữa hổm cái ông gì siêu qua quay ông đóng hành lang với anh Thành. Ôm hành lang luôn hả? Mình Dương làm cho thằng nào? Công ty nào? Chuẩn dữ quá. Cái chuẩn dữ vậy. Cái hả gì vậy? Thì tôi với đội anh mày lại hả? Không mày nữa. Khô. Ủa bữa hổm thấy vợ anh phụ phải không? Nói em nghĩ hả? Thank you.
Đấy, thì chết. Mấy cái này là bả rồi đấy. Cái bên kia vừa không đóng gặp nghe là ba phần hồn. Mày quất cái nào nó về luôn. Thôi mà mày này làm lần này hai lần nữa. Mày đóng. Từ sáng giờ lại không muốn đóng, đóng rồi. Quất cái nữa đi. Nó thở cái gì vậy? Thở anh đó hả? Đó là. Ừ. Thank you.
bán lấy được cái người hả? Bán lấy được cái người được ít lắm anh nè, đủ tiền xăng. Kinh doanh chuyện khác, chủ yếu là kinh doanh cái khác thôi. Đúng rồi, đúng điều ta. Đúng nào anh? Đúng là hổng là làm bên bên cái gì? Bên cầu Lượng Thân phải không? Đúng không mà tăng biết à, tăng biết tính đó, hạn với tăng đó. À, bọn họ nó có qua bển nó làm nó từ lưa qua bển kìa. Vào. Có mà. Còn Trung Quốc hả? Ừ. Làm từ lưa người ta đuổi nó nghỉ luôn. Hôm qua ông vậy quá rồi vậy. Bọt lên khên bển. Ừ. Ôi ôi nản chết. Giờ nó đóng mình bỏ chạy luôn. Đi tới đâu ăn sợ luôn. Bây giờ lúc trước làm chung như vậy. Đây kỳ view được có hai mấy triệu mình lên đó mình kỳ view ha, hai chồng nó ba mấy triệu. Hốt quá à, hốt chạy. Đóng toilet mà đóng ngày 4 cái đó. Thế nào? Ẩu nhưng mà cũng được 4 cái luôn hả? Ngày nó 4 cái đó. Vô mà cũng, không cũng, đóng cái chân nữa nha. Cũng hay à, không đóng cái chân à. Không có chân cũng phi cũng tối chứ. Ngày nó mới tới 9 giờ rồi còn cái rồi. Mới lên một chân rồi vợ chồng nó kề chân xong hết rồi, là đóng rồi. Nước chưa? Nó hai kìa. Giờ đóng bên cầu Lò Gốm bển. Giờ cái ông đó là ông kêu về giảm giá mình. Trốn rồi. Làm cho đó là người ta đừng lần thôi chứ đâu có lần thứ hai đâu mà. Bữa đó điện tôi nó nè, điện tôi kêu hỏi qua đây làm nè, tôi nói đủ nó làm cho tôi giá đường qua đây ông nội.